Xin trân trọng kính chào toàn thể các bác. Hôm nay là một ngày chủ nhật. Xin mời các bác cùng em vào bản để tham quan du lịch bản làng cũng như là ngắm những giò lan của bà con. Đấy, tuyệt vời. Một cái không gian rất là bình yên. Đây là cái bừa và cái cày của bà con. Bà con tận dụng làm cái ghế đá, làm cái ghế để ngồi, gọi là ghế gỗ, ở thành phố gọi là ghế đá đấy. Đấy, phi đẹp vàng. Tức là tạo những cái giỏ lan, những cái thứ vật dụng, hai cái cày, bốn cái cày, một cái bừa để tạo nên một cái ghế hình chữ L khá đẹp của bà con. Báo cáo đây là bản văn hóa, bản du lịch. Lau Chải 1. Các bác đang đến số nhà 32. Điện thoại là 0366 259 927. Một cái cổng nhà rất đẹp. Mời các bác chúng ta cùng tham quan nhé. Ngôi nhà rất đẹp. Cái cổng bằng được lắp ghép bằng những cái giò hoa lan. Rất là xinh xắn. Phi đẹp vàng. Đấy, một thứ hoa lan rất bình dân và sẵn có ở bản Lao Chải, xã Khun Há, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Một cái ngôi nhà được trang trí bằng hai cây dớn. Đấy, hai cột là hai cây dớn. Hai cây dớn. Mái bằng những cái dây mây, những cái cây dây mây đấy ạ. Dây mây bà con tết thành cái mái. Cái mái dây mây này thì có mà muôn đời không hỏng. Hai cái cột bằng hai cây dớn to, thẳng. Đó, nghe tiếng chủ nhà rồi. Sau đây xin mời các bác vào tham quan và ngắm cảnh chủ nhà nhé. Gia đình, ui dồi ôi, tuyệt vời. Để em chụp, xin dừng lại các bác chụp một kiểu ảnh nào. Tuyệt vời, rất là sáng. Chẳng qua đây là em quay vào cái không gian mùa này, nó không có nắng. Rồi, mời các bác. Xin chào ông chủ. Vâng, xin chào bác. Du lịch tiếp bác. Bác cho em quay một chút những cái cảnh của nhà mình để đăng lên. Xin phép bắt tay trái ạ. Dạ, cảm ơn ông chủ. Khỏe không ông chủ? Chủ mà. Khỏe không ông chủ? Chú có khỏe không? Khỏe. Thế dạo này rượu chè thế nào? Có uống được nhiều không? Ít rồi mà. Một ít là một lít đó. Uống được một lít đó. Uống không khỏe đâu. Uống khỏe đâu. Uống đau bụng à? Buồn nôn à? Uống ít rượu thôi. Uống nhiều không tốt cho sức khỏe. Thăm lan tí nhé, xem hoa lan tí. Không uống rượu. Không uống rượu. Nhưng mà cho cháu xem hoa lan được không? Có mà. Đi đi ra xem nào. Đấy, thì cái cây này là cây cây củ gấu nhá, củ mật gấu, cái cây vàng vàng á. Đấy. Mà ông cho cháu xem cái hoa lan tí nào. Hai đuôi công. Đẹp tuyệt vời. Đó. Bà đang phơi lá rau đắng à? Rau lắng. Thế tí cháu xem nào. Đấy. Mình cứ mải nói chuyện là không được tập trung lắm. Đây là hài đuôi công. Gia đình có rất nhiều hài. Ôi đây này, chậu này này. Xinh xinh nhỉ. Treo mấy cái rậu ở cổng nữa. Để mà hàng ở cổng ông ạ. Bác ghế xong rồi chặt những cái khu dớn á. Để mà hàng ở cổng. Ông hiểu ý cháu nói không? Để ngoài cổng cho nó đẹp. Rất nhiều hài. Rất nhiều. Ngắm mãi không chán. Đó, rất nhiều hài luôn. Bản làng rất đẹp. Ông để cái ghế dớn á. Yeah, xếp vào hang ngoài cổng kia. Thì đúng tuyệt vời, cháu ra xem bàn. Mua rau đắng à? Rau đắng à? Nhà cháu có ủ ăn rồi. Đấy. Đi hái. Rau này tốt cho dạ dày này. Nấu lòng lợn này, lòng gà này, mề gà nha. Xong tốn rượu lắm, ăn đắng cũng tốn rượu lắm. Đấy, một cái nhà rất đẹp. Yên bình, sạch sẽ. Cháu cảm ơn ông chủ. Cháu cảm ơn ông. Cháu đi chơi tí đã, thăm bản tí.
Ừ, đi thăm bản tí đấy nhá. Tí cháu quay lại. Dạ. Mua cái gì? À, cháu không mua. Cái củ đấy là cháu cũng chẳng nhớ là cái gì, ngọc cáu. Cổng nhà đẹp. Cổng nhà rất đẹp luôn. À, có cái chum. Cái chum này là phong thủy, chum này nhiều năm rồi đấy. Đấy, cái chum này khá nhiều năm. Ô, một cặp chum. Ai da. Một cặp chum. À, bịt đá ở đây rồi. Chum này nhiều năm đấy. Một cặp chum. Thực ra rất là phong thủy đấy. Tính độ phong thủy của gia đình nhà. Đấy. Một cặp chum. Cái này trồng mặt hàng. Đẹp. À, có cả vòi phun nước. Cháu mở thử xem nào. Có cả vòi phun nước này. Ô, ô. Ôi. Thế này thì đẹp quá. Ui, vòi phun nước. Ôi. Thế này thì đẹp quá. Ôi, chơi cả chạy kia hết cả dàn lan luôn à. Ui. Thế thì cháu lại nhờ ông đóng hộ cháu thôi. Cháu không nghĩ là ông đẹp thế này. Ông đóng hộ cháu hết thế nào. Ôi, thế này thì đẹp quá. Rồi, cảm ơn ông. Ôi giời ơi. Đẹp nhỉ. Bắt tay cái nào. Cảm ơn, hẹn gặp lại. Ồ, cái vòi tứ tự động này. Hai cái chum này bán không? Hai cái chum ông này lâu chưa? Cái này mua Được bao nhiêu năm rồi? bốn Mua lâu chưa? năm rồi. 4 năm à? Ừ. Để cho đẹp thôi. Đi làm hàng đây này. Hàng hoa rồi. Ừ. Mang hết hoa để đây, ông hiểu không? Ừ. Mang hết hoa hài Anh xếp có muốn mua chứ? xếp hàng. Cháu hôm nay cháu không cầm xe, cháu không đi được. Hôm sau cháu vào cháu mua. Để cháu giới thiệu tới bà con đã. Cái này mua À, chum à, chum, nhưng mà cháu không cầm được, đi xe máy không chở được. Rồi. Ừ, xin mời các bác lại tiếp tục lên 1 2 nhà nữa. Cảm ơn ông. Đẹp quá, đẹp quá. Sống như này thì sướng quá. Đây. Một ngôi nhà rất xinh xắn. Số nhà 37. Đấy. Bản làng đây. Các bác đừng rời màn hình, em giới thiệu các bác một cái món nước. Một cái món nước. Cũng là đẹp nữa cơ. Không trơn, cái này nó giả sỏi không trơn. Em vừa phát hiện được một cái món nước rất hay. Đấy. Hoa hồng. Hoa hồng rất nhiều. Một cái món nước. Xây một cái như gọi là cái dưới nhà là cái đài phun đấy. Cái đài phun nước nhưng mà phun theo kiểu của bản. Đây. Đấy. Tạo rất kiểu của bản làng thôi. À, có đu này. Đu này. Đấy, đu thử dưới này nào. Hay phết. Đu hay phết các bạn ạ. Có nước đây. Đi không sao. Rất là bình dị. Hà Nội không có được cái món nước này đâu. Đó. Thôi, xin mời các bác. Đi chúng ta đi tham quan những nhà khác đây, em vừa rồi cái đu này. Hà Nội không có sẵn cái đu để đâu. Chỉ trên bản mới có thôi. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo ạ.